Xin chào mọi người, mình là Nhung của Miho. Dứa. 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 Xài lách. Xài lách. Xài lách. Thịt lợn. Heo. Tao nhớ vào tiệm, tao nhớ vào nè. Cà kế tiệm. Trái tim. Tao kỳ quá, sao giống như bên bển nhân mình ác mình hiền á. Nói chung là em thích ăn cay á. Ớt đỏ đúng không? Ừ. Bây giờ em nói nè, đổ nó ra đi. Đổ nó ra đi, em phải phi hành xong rồi em bỏ lương lên, hiểu không? Thôi không có thời gian, không có thời gian đâu. Được rồi. Nghe em đi. Trời ơi, không có thời gian. Em đã nói nấu cách này là sai rồi đó. Nó luộc cho nó nấu cái gì? Nó là không biết lên nấu gì luôn, nhìn không dám ăn luôn. Đón xem tập 12 Mình Ăn Thư Giá, phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018 trên kênh HTV7.